ăn sáng cùng hiệu trưởng. Vâng, trên tay thầy đang là các tập phong bì lì xì may mắn của thầy hiệu trưởng. Mời chúng ta ăn sáng vào buổi sáng ngày mai. Vâng, chất lượng buổi ăn sáng đơn sơ, mộc mạc hay hoành tráng phụ thuộc vào chất lượng câu trả lời của các bạn. Các bạn đồng ý chơi chưa? Nếu đồng ý chơi thì chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thầy có rất nhiều và trong tay rất nặng rồi, rất muốn trao gửi bữa ăn sáng sáng mai cho tất cả các bạn. Và nội dung cuộc chơi này, luật chơi rất đơn giản như sau. Trên màn hình sẽ hiện lên chân dung, hình ảnh của hai người, và thầy xin 5 thông tin cá nhân của hai người đó. Vâng, xin mời đội Subic nhà trường sẽ chuyển micro ạ. Ai giơ tay trước thì sẽ nhận phần ăn sáng cùng hiệu trưởng nhanh nhất ạ. Chúng ta đồng ý chưa ạ? Vâng, chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nào. Vâng, đây là chân dung của hai vị diễn giả ta ngày hôm nay. Tôi cần thông tin, ít nhất là thông tin cá nhân. Nếu một thông tin đúng, chúng ta sẽ có một phần quà. Và hai thông tin đúng, chúng ta sẽ có hai phần quà. Như vậy, một người có thể có 5 phần quà. Vâng, xin mời hình ảnh của hai vị diễn giả. Mời thầy Cẩn ạ. Thầy Cẩn ơi, thầy có thể chỉ định nước không ạ? Nói to rõ ràng, nếu sai bị phạt nhá. Vâng, xin mời bạn qua. Xin được gửi lời chào đến các quý đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh. Em xin được trả lời câu hỏi một số thông tin về hai diễn giả. Đầu tiên là chủ tịch tập đoàn FPT Telecom ông Hoàng Đăng Tiến. Vâng, được hai thông tin, một là họ tên, hai là chức danh. Chức danh, vâng. Cùng chị em. Dạ, em xin thông tin, em xin nói thêm thông tin về thứ hai đó là cô Tô Thị Diễm Quyên. Cô là thành viên của Microsoft và là CEO của INN Edu Steam ạ. Vâng, như vậy được mấy thông tin em nhỉ? 3 thông tin ạ. Cô Quyên được 3 thông tin, như vậy là sẽ nhận được 5 phần quà. Tên này, CEO này và thứ ba là đơn vị cô làm việc. 3 thông tin ạ. 3 cộng với 2 của thầy Tiến ạ, 5 phần quà. Như vậy, bạn qua sáng mai sẽ có một bữa sáng cực kỳ thịnh soạn. Vâng, chúc mừng bạn. Có bạn nào có câu trả lời không ạ? Xin anh ạ, thầy Cẩn ơi, thầy có thể giúp bên phía dưới không ạ? Vâng. Vâng, các bạn em di chuyển cẩn trước. Rồi, lên, lên, lên. Còn rất nhiều phần quà trong tay thầy, vâng, thầy Cẩn. Xin mời bạn đi trên này, bạn đi lên trên đây. Lý xin. Vâng, chạy rất nhanh. Động lực của ăn sáng, đúng không? À, cái thằng này là cái thằng này ngu ấy. Vâng, xin mời em. Em giới thiệu bản thân của mình ạ. Em tên là Phạm Hoàng Vũ, học lớp 10C11 ạ. Vâng, xin mời em trả lời câu hỏi của mình. Em bây giờ em xin được trả lời thêm một thông tin ạ. Vâng, thông tin của người số 1 hay số 2 ạ? Số 2. Số 2. Đây là diễn giả Hoàng Nam Tiến. Vâng. Dạy ở trường đại học FPT. Vâng, dạy ở trường giảng viên của đại học FPT. Thông tin này chắc là phải nhờ thầy Tiến chút nữa thẩm định ạ. Mà chắc chắn thầy ở tập đoàn thì thầy có giảng dạy cho sinh viên. Vâng, cảm ơn em. Vâng, chúc mừng em có một phần quà may mắn ăn sáng cùng hiệu trưởng. Vâng. Còn hai bạn rất nhiều cánh tay. Vâng. Các em có thể chạy được không ạ? Mình di chuyển rất nhiều cánh tay ạ. Vâng. Xin mời em ạ. Như vậy là học sinh nhà trường đang tìm hiểu rất kỹ về hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, em giới thiệu họ tên và em chọn người thứ nhất hoặc thứ hai. Nhà này đồng cái mặt cửa lớp 12 em người ạ. Và em xin chọn nói thêm thông tin về ông Hoàng Văn Tiến ạ. Từ từ, em nói lại họ tên, sai phải. Hoàng Văn Tiến. Hoàng Văn Tiến, vâng. À, ông sinh năm 1969, học ngành công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội. Và năm 2011 thì ông gia nhập FPT ạ. Không, gia nhập FPT từ 1993. Vâng. Và năm 2011 thì giữ chức chủ tịch của tập đoàn FPT ạ. Tập đoàn, thông tin cuối không chính xác. Em bỏ điện thoại xuống. Trò chơi này phạm quy chỉ được 2 thông tin. Vâng, xin mời 2 phần quà của ban tổ chức. Vâng, chúc mừng em. Bác Hoàng Nam Tiến diễn giả chúng ta sinh năm 1969 và gia nhập tập đoàn FPT từ năm 1993. Còn nếu chủ tịch tập đoàn thì chắc là thông tin bạn ấy tìm hiểu chưa chuẩn xác. Vâng, vẫn còn phần quà của hai người diễn giả. Vâng ạ, xin mời em ạ.
động lực. Ê, giờ đọc tên và đấy là em, ai vượt qua? Tên cá nhân mình. Đọc tên với lại em đến từ em tên là Phạm Việt Bách và em đến từ lớp 12A1 ạ. Dạ. Em xin đưa thêm thông tin về cô Tô Thủy Diêm Quyên. Vâng. Cô năm 2014 thì cô có quyền là đại diện cho Việt Nam tham dự vào chương trình giáo dục quốc tế tại Barcelona tại Tây Ban Nha. Và cùng năm thì cô được Microsoft công nhận là giáo viên quốc tế toàn cầu. Vâng. Và thêm vào nữa là năm 2015 cô là một trong 20 giáo viên được chứng chỉ MIE Như vậy em được tất cả 3 thông tin. Vâng, xin chúc mừng em. Đó là 3 thông tin rất hữu ích cho chúng ta tìm hiểu về cô Tô Thủy Quyên, một diễn giả đã rất thân thiết với thầy và trò trường Trung học Cơ sở Cần Án. Như vậy là còn một phần quà cuối cùng, ăn sáng cùng hiệu trưởng. Vâng, xin mời em. Không biết thầy quý này có vui không, bởi vì 12 phần quà lớn lắm ạ. Đã hết rồi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Thủy, học sinh lớp 12A7. Em xin bổ sung thông tin về cô Tô Thủy Diễm Quyên ạ. Cô là người đầu tiên sáng lập ra cộng đồng sáng tạo và là người đầu tiên là người Việt Nam đầu tiên được mời phỏng vấn trên tạp chí Adventure Daily. Như vậy là được những 2 thông tin. Thầy Cẩn ơi, có khi thầy quý lợi lại một phong bì thôi ạ. Vâng, xin tặng em 2 phần quà. Vâng, cảm ơn em. Thế vậy là phần quà, 12 phần quà ăn sáng từ hiệu trưởng đến đây đã hết rồi. Và chúng ta sẽ chờ cơ hội lần sau nhé. Vâng, như vậy là học sinh nhà trường rất am hiểu về 2 diễn giả đến đây trao đổi chia sẻ với thầy cô nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu 2 diễn giả đến đây chia sẻ cụ thể ngày hôm nay như sau. Xin được trân trọng giới thiệu cô Tô Thủy Diễm Quyên. Là người Việt Nam đầu tiên và một trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo, cố vấn của giáo dục Microsoft, giám khảo châu Á duy nhất trong 18 giám khảo của diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Mỹ năm 2015, giám khảo cấp quốc gia cuộc thi giáo viên sáng tạo, sáng lập và quản trị cuộc thi giáo viên sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm từ năm 2015, sáng lập cộng đồng đổi mới sáng tạo giáo dục, giảng viên chương trình đổi mới giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, đã tập huấn hơn 60.000 cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên của Việt Nam trên 50 tỉnh thành phố của Việt Nam. Và CEO của Inedu là một đơn vị STEAM lớn nhất Việt Nam trên quy mô và vào chương trình đào tạo, và là người Việt Nam đầu tiên được phỏng vấn trên tạp chí đây đi. Đây là thông tin về diễn giả đầu tiên. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào mừng và chúc mừng diễn giả đầu tiên đến giao lưu và chia sẻ với thầy trò nhà trường. Vâng, diễn giả thứ hai em cũng rất hiểu về ông, đó là ông Hoàng Năng Tiến, chủ tịch MT Telecom. Ông gia nhập FPT từ năm 1993 và đến năm 2011 ông Hoàng Năng Tiến giữ chức vụ chủ tịch của FPT Software. Trong 8 năm, FPT Software đạt tốc độ tăng trưởng trung bình trên 30% và trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất thế giới. Và ngày 3 tháng 3 năm 2020, ông Hoàng Năng Tiến giữ chức vụ chủ tịch FPT Telecom. Và ông có rất nhiều câu nói nổi tiếng, điển hình như ở đây, đó là câu nói: thế hệ on time learning đã qua rồi, giờ là thời đại của lifelong learning. Và chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón ông Hoàng Năng Tiến ạ. Vâng, kính thưa các vị diễn giả, các bậc các vị đại biểu, các thầy cô giáo, bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến, đến thời điểm này hàng năm các bậc phụ huynh học sinh cũng như các em học sinh, đặc biệt các bậc